chào mừng tất cả các bạn đến với thế giới bùng nổ của Beyblade Tứ Gia, nơi các tuyển thủ Beyblade dũng cảm nhất chiến đấu để trở thành người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, chinh phục nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, đen tối nhất của họ và tạo nên những mối liên kết không thể phá vỡ. Giờ thì đã tới lúc kiểm tra sức mạnh của các bạn trước những quyền thoại. Sàn đấu đã sẵn sàng, tấm rèm đã kéo lên. Nếu có dũng khí, hãy bước lên đi nào. Bay lên nào. Chúng ta bay nè. Với một cái vẫy tay, chúng ta đã bay lên bầu trời rồi. Đương nhiên là chúng ta đang bay rồi, đây là máy bay mà, không phải cho hoàng tử bóng đêm đâu. Tưởng như vậy thú vị hơn mà. Phải, thật thú vị khi giả vờ như vậy. Cho tụi anh bay đi nào. Bay lên nào, và cao hơn nữa. Hoàng tử bóng đêm nhìn thấy tất cả. Đằng kia im miệng giùm đi, mà đang cố chợp mặt đó, cứ vậy sao ngủ ngon được trời. Hoàng tử bóng đêm không bao giờ ngủ hết. Giờ cậu nói vậy nhưng mà cậu sẽ đấu với anh Phi khi hạ cánh đó. Giờ cậu nên nghỉ ngơi và tiết kiệm sức lực chút đi. Mình nên tiết kiệm sức lực của mình sao? Có thể cậu nói đúng đó. Được rồi, mình cũng sẽ đi ngủ. Mình sẽ hình dung ra chiến thắng trong giấc mơ của chính mình vậy nha. Mình cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đã ngủ rồi sao? Sao có thể như vậy được? Chúng ta tới rồi. Tới rồi sao? Tới đã. Anh Beo đâu rồi? Anh thề là vừa thấy em ấy ở đây mà. Em cứ nghĩ cậu ấy đang đi theo sau chúng ta. Có lẽ thằng bé vẫn còn buồn ngủ sau giấc ngủ ngắn và đi lang thang rồi. Ôi trời ơi. À, đúng là một giấc ngủ ngắn tuyệt vời. Này các bạn, mọi người đâu rồi ta? Ê, nè, cậu ổn chứ? Tôi đang định đi dạo đó nha. Cậu cao quá đi. Cậu chính là Beo Daisora, có phải không dạ, vậy? Dạ, nếu cậu biết tôi là ai thì liên quan gì đến cậu? À, nếu là vậy thì cậu thật sự khó tính ha. Phải, hoàng tử bóng đêm rất khó tính. Ôm cái đi hoàng tử bóng đêm. Cậu làm gì vậy hả? Đặt tôi xuống ngay lập tức đi, buông tay ra. Nhìn xem, lại mấy kìa. Anh Beo. Và thật tốt khi gặp anh. Tuyệt quá ha, có vẻ như hai đứa đã là bạn của nhau rồi. Dạ phải, tụi em đã là bạn bè rồi. Không có cửa đâu. Không biết anh chàng này ở đâu chui ra rồi còn ôm em nữa đó. Đây là Rashad, một trong những tuyển thủ của BC Son. Nè, tên mình là Rashad Goodman, rất vui được gặp cậu. Được rồi, cậu là tuyển thủ Beyblade có phải vậy không? Cậu đã tạo ra một Beyblade khá tuyệt đó, mình rất mong được đấu với nó. Vậy là cậu nghĩ cậu xứng đáng đấu với hoàng tử bóng đêm có phải vậy không? Tôi không xứng hả? Hoàng tử bóng đêm chỉ chiến đấu chống lại những người nào đủ mạnh mà thôi. Tôi nghĩ tôi đủ tiêu chuẩn đó. Anh Bát. Hả? Chào mừng anh quay trở về. Chào mấy đứa. Mấy đứa đến để chào mừng tụi anh đó hả? Tụi em muốn gặp anh càng sớm càng tốt đó. Tụi em đã coi trận đấu anh chống lại hoàng tử bóng đêm rồi. Sao anh có thể thua được chứ? Anh chàng Beo đó gây ấn tượng mạnh ghê. Anh nên dạy cho ai đó một bài học đi anh Bát. Cái gì hả? Là cậu ta, hoàng tử bóng đêm. Người duy nhất ở đây có thể dạy người khác một bài học chính là tôi nè. Và đối thủ của chúng tôi, Frida Lao già tới ngay đây. Mong sống lên. Chẳng ngừng cố gắng để giành chiến thắng, bởi vì ta là chiến binh thời đại mới. Còn ở đâu xa, giờ là khi ta cùng hòa nhịp tim vào những chuyến phiêu lưu. Hey, sống lên, bước thật anh dũng. Rồi ngày mai ta mang một ý chí anh hùng. Mau sống lên, chẳng thể ngăn cản. Vượt mọi gian nan, hãy bước phá giới hạn. Ta sẽ đến đỉnh cao, sức mạnh đã gửi trao để bước bên nhau. Giận lòng cũng không quay đầu. Bay lên không trung, thống trị thế giới. Đợi đã nào, em nghĩ là chúng ta nên tới thẳng BC Show chứ. Có rất nhiều khả năng, chúng ta sẽ tìm thấy Free ở phía trước. Hay lắm, em cảm thấy một trận chiến sắp diễn ra. Chúng ta thật sự phải đi bộ lên trên đó sao? Nó rất chớp. Mình đi đây. Hey,
Hẹn sớm gặp lại các con, hãy cẩn thận nha. Cố gắng hết sức nha các anh. Này hoàng tử bóng đêm, cậu không có cửa đánh bại anh Free. Phải, không có cửa đâu. Coi chừng cơn thịnh nộ của tôi. Cái chân của mình mềm nhũn luôn rồi. Em ổn chứ Hannah? Mệt quá đi. Và nó chỉ trở nên khó khăn hơn rất nhiều từ đây trở đi. Cái gì? Nhanh lên nào, đi thôi. Mới vậy đã rên rồi sao? Còn lâu tôi mới thua cậu nha. Phải, tôi cũng vậy. Em nghĩ em bỏ cuộc thôi. Hả? Ê, anh sẽ kéo em theo. Làm được rồi. Phải, nhưng nơi anh Free tập luyện là ở đâu vậy? Đó là một con đường nhỏ bên ngoài sa mạc. Bên ngoài cái này sao? Chuyện nhỏ thôi mà. Free rất thích thực hiện các bài huấn luyện của mình ở vùng quan giả xa xôi. Thật là tuyệt vời. Hiện giờ em rất nóng lòng muốn được thi đấu với anh ấy, qua đi. Chuẩn bị sẵn sàng đi nha anh Free. Có chuyện gì vậy trời ơi? Cát lún sao? Đặt chân ở đây rất là khó. Như vậy nó sẽ làm cho việc huấn luyện trở nên tuyệt vời hơn á. Nè xem đi. Nè Ransom, đợi mình với. Mình đoán là chúng ta bắt đầu rồi. Đừng cố gắng quá sức nha. Họ biến mất rồi. Em có muốn nghỉ một chút không? Nếu giờ em dừng lại, em sẽ bỏ lỡ xem trận đấu đó. Được rồi, vậy thì nhảy lên đi. Dạ, anh chắc chứ? Phải, không sao đâu, anh cũng muốn xem trận đấu của anh Free mà. Đi thôi nào. Bám chắc nha. Và anh ấy đã hạ thành công. Em đã làm sao? Fidela Hoja cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Em là Ranzo Kizama. Thật tốt khi anh đang huấn luyện trong sa mạc, vì trận chiến này sẽ rất hấp dẫn. Có sao? Nè, không nhanh vậy đâu. Mặc kệ cậu ta đi anh Free. Trận đấu duy nhất ngày hôm nay chính là đấu với hoàng tử bóng đêm. Chính là em đây nè. Rất tiếc nha Bell, cậu đã tới trễ rồi. Trận đấu của mình với lại anh Free sắp sửa bắt đầu á. Giờ thì hãy xem điều kỳ diệu ha. Cậu đến đây trước vì chân cậu dài hơn tôi mà thôi. Có thể rèn luyện tính kiên nhẫn. Được rồi, mình cho phép cậu đấu với anh ấy trước để khởi động đó nha. Anh Free, em hy vọng là anh đã sẵn sàng vì em sẽ không thua đâu nha. Em nghĩ em sẽ thắng sao? Dạ phải, tất nhiên rồi. Ý của em là ngay cả Bell cũng đánh bại được anh Vat. Và như vậy có nghĩa là em cũng có thể thắng được anh. Nè, Bell. Anh đã xem em làm được những gì với hệ thống Beyblade tứ giác bản thân anh cũng sử dụng nó. Hả? Anh muốn cho em xem Beyblade mới của anh. Nó là Vanish Fatnir. Wow, cậu đã phát triển được nó rồi kìa. Được rồi, đã tới lúc bắt đầu. Hãy bắt đầu gián thứ nhất thôi nào. Đi trước đi. Giờ em có thể phóng khởi động đó. Cái gì? Anh thật sự muốn như vậy hay sao? Đúng vậy. Vậy ý anh là cái gì? Anh định trêu chọc em hả? Anh không hề trêu chọc người khác. Tại sao anh Free lại làm như vậy? Anh ấy không định giành chiến thắng sao? Anh không biết nữa. Ranzo, nhanh lên đi. Cậu hãy phóng Beyblade của cậu ra đi nào. Cho nên cứ làm đi, chỉ cần phóng ra thôi. Được rồi anh Free à, anh nói đó nha. Em sẽ đánh bại anh trong thời gian kỷ lục luôn. Chuẩn bị, sẵn sàng. 3, 2, 1. Beyblade bùng nổ sức mạnh. Giờ thì đánh bại họ đi. Cái gì vậy? Nó đang quay kìa. Sao có chuyện vậy được chứ? Wow, nó có thể ngay lập tức hấp thụ sức mạnh của đối thủ luôn. Thì ra đây chính là Pháp Nia sao? Lốc xoáy cuồng phong lên nào! Pháp Nia, đi nào!
Được rồi, là Vanish Fafnir với điểm Beyblade Knockout. Và người chiến thắng là Free. Chỉ dùng có một chiêu thôi sao? Làm tốt lắm Free. Nhưng mà này, mình có thể mong đợi điều gì nữa không? Cảm ơn, rốt cuộc thì mình đã có nguồn cảm hứng khá lớn. Được rồi anh Free, em hy vọng anh có những giây phút vui vẻ. Bây giờ màn trình diễn mới thật sự bắt đầu nè. Chắc chắn rồi Bell, anh sẽ đấu với em tại trường El Astro. Hả? Anh đã xem Bellfire chiến đấu nhiều lần rồi nên anh biết rõ về nó. Nhưng em chưa biết gì về Fafnir hết. Như vậy không có công bằng. Cho nên anh sẽ cho em chút thời gian để nghiên cứu. Em không cần phải nghiên cứu để đánh bại anh đâu. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai. Đại chiến Beyblade đã trở lại. Một cuộc phiêu lưu mới đã bắt đầu. Với thế hệ Beyblade Dynamic cực mạnh hoàn toàn mới, cấu tạo được cường hóa, gia tăng sức tấn công trực diện, tính năng mới lạ giúp sáng tạo hơn từng trận đấu. Sưu tập ngay trọn bộ Beyblade Dynamic để trở thành tuyển thủ bất bại. Sản phẩm hiện đang có bán tại hệ thống Machinedom và các cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc. Hỡi tuyển thủ và người hâm mộ Beyblade, tôi là Seno Hanami. Và giờ tôi có tin tức mới cực kỳ hấp dẫn cho các bạn mà tôi không thể đợi được nữa. Hãy đánh dấu vào lịch và ném nó đi, rồi tới ngay sân đấu. Bởi vì Bell Daisura đã thách đấu một trận duy nhất với Free de la Hoya vào ngày mai trên sân đấu nhà Bisison. El Astro chắc chắn khá nổi hả? Wow, nó có tên trong chuyến tham quan luôn Bell, đó nha. Bell, anh thật sự may mắn khi được tham gia đấu ở một nơi như thế này. Những người may mắn thực sự là những người được xem anh thi đấu mới đúng đó. Hãy nhớ cảm ơn Phát vì cậu ấy đã sắp xếp mọi thứ để chúng ta có thể sử dụng trung tâm huấn luyện El Astro bất cứ khi nào chúng ta muốn. Đương nhiên rồi, anh trai yêu quý của con thật sự rất chu đáo á. Nè, kia không phải là Bell Daisura sao? Đúng đó, là hoàng tử bóng đêm. Wow, có vẻ như anh Bell khá nổi tiếng ở đây. Mọi người đều xem các trận đấu được phát từ cánh cổng bóng đêm mà. Xin các bạn chú ý, hãy hướng mắt của các bạn tới hoàng tử Beyblade bóng đêm này. Wow, phải thật luôn đó. Đây chính là Beyblade mạnh nhất từ trước đến nay, tòa tháp quỷ diệt lớn nhất ở đây đây nè. Ôi trời, Beyblade đó đúng là rất tuyệt. Nó đã đánh bạn Louis và Bart. Trận chiến ngày mai sẽ rất là hoành tráng á. Phải đó. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn sau nha. Cảm ơn vì đã đến, nhưng mà bây giờ chúng tôi phải quay về để tập luyện rồi. Xin lỗi, chúng tôi không biết là chúng tôi giỏi như thế nào mà. Nếu như cậu không bắt đầu tập luyện thay vì khoe khoang như vậy á, thì cậu sẽ không có cơ hội thắng được anh Free đâu. Mọi người đều biết hoàng tử bóng đêm không luyện tập. Trời, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu sẽ đấu với anh Free đó. Phải đó Bell, cậu đã thấy Fafnir mạnh như thế nào rồi mà. Nó chỉ cần dùng một đòn tấn công đã tiêu diệt hoàn toàn Rotovor đó anh. Anh nhớ mà. Nếu chúng ta đang nói về sức mạnh thì mình đã có rồi. Fafnir quay ngược chiều kim đồng hồ. Dòng quay của nó tăng lên bằng cách hấp thụ các đòn tấn công của đối phương. Nói cách khác, đối thủ càng mạnh thì Fafnir càng mạnh. Nếu chỉ xông vào tấn công trực diện thì quá nguy hiểm. Đó là lý do tại mình sao mình đã biết tất cả về Fafnir rồi. Vậy thì được rồi. Thôi nào Bell à, cậu thực sự nên nghe lời khuyên của cậu ấy đi. Ba Sara giỏi nhất trong việc phân tích chứ bộ. Hoàng tử bóng đêm không chấp nhận bất cứ lời khuyên nào hết trơn á. Nè, đừng có bướng bỉnh như vậy nha anh bạn. Đừng có gọi mình là bạn của cậu nữa nha. Bình tĩnh nào các anh, đây không phải là lúc cãi nhau đâu. Màn diễn đã kết thúc rồi. Bình tĩnh nào. Một người như tôi không cần phải nghe lời khuyên của người khác đâu. Vậy cậu muốn làm gì làm đi. Renzo, đợi đã. Anh Basada. Tôi đã nói là màn diễn kết thúc rồi nha. Trời đất ơi, như vậy thì không hay nữa rồi. Chi ông giúp con một chút được hay không vậy? Cậu ta không muốn tụi mình giúp hả? Được thôi, cứ vậy đi. Bèo có thể tự làm mình mất mặt như thế nào á, mình cũng không quan tâm mình đâu. Mình không thể để điều đó xảy ra được. Dù sao đi nữa, mình không muốn cậu ấy thua. Phải không đó? Chắc cậu đang tò mò sao mình lại quan tâm tới chiến thắng của Bèo như vậy phải không? Đương nhiên rồi, có liên quan đến việc anh muốn một ngày nào đó mạnh hơn anh ấy đúng không? Chính xác là như vậy.
Anh muốn cải thiện và giành chiến thắng trước Bell. Và từ giờ cho tới lúc đó, anh không muốn cậu ấy thua bất kỳ ai khác. Em nghĩ em hiểu rồi. Anh sẽ là người đánh bại cậu ấy. Trước anh Free, trước bất kỳ ai khác, anh sẽ thắng. Mình hoàn toàn hiểu được cảm giác của cậu nha bạn Hiền. Cảm ơn Renzo, nó rất có ý nghĩa đó. Mình ủng hộ cậu mà bạn yêu dấu. Nhưng mà mình chỉ không biết là liệu cậu ấy ở một mình có ổn không. Chúng ta đi thôi, Chi Chi. Thời gian sao rồi hả Chi Chi? Có vẻ như con đã vượt qua quãng thời gian leo núi của Free rồi. Sức mạnh của con đang mạnh lên từng ngày rồi đó. Con không nghĩ đã tới lúc leo xuống rồi sao? Con đang rõ hứng, giờ con không thể dừng lại được đâu. Thật tốt là sợi dây này đã giữ được con rồi. Tôi là Bell, không phải là Bell phải không? Đừng có quay nữa. Chị Chi à. Mình không thể chịu nổi anh chàng này nữa, cậu ấy vui quá à. Anh Vát, có chuyện gì mà vui vậy? Rõ ràng là Bell vừa gây ra một mớ hỗn độn lớn trong trung tâm huấn luyện đó. Có vẻ như cậu ấy đang cố gắng sao chép cách tập luyện của Free. Bắt chước anh Free sao? Trời, chúc cậu ấy may mắn, khó nhằn lắm à. Beyblade bùng nổ sức mạnh. Anh có vẻ bình tĩnh quá vậy anh Free. Anh có thể nhìn thấy cái gì không? Cái gì? Bất kỳ điểm yếu nào của Bellfire. Tìm điểm yếu cũng vô nghĩa thôi. Thực ra thì chúng ta đang nói tới hoàng tử bóng đêm mà. Được rồi các bạn, khoảnh khắc chúng ta đang mong đợi cuối cùng đã đến rồi. Cuối cùng thì sự kiện chính thức của ngày hôm nay sắp bắt đầu rồi. Hồi hộp quá đi. Từ cánh cổng bóng đêm chính là hoàng tử bóng đêm Bell Dizora. Đối thủ của cậu ấy ngày hôm nay không ai khác chính là siêu quyền thoại của chúng ta, một người xuất sắc và chúng ta có thể nói là độc đáo, Free the La Hoya. Nè, chúng ta đang ở trong câu lạc bộ người hâm mộ anh Free hả? Đương nhiên rồi, dù sao BC Son cũng là sân nhà của anh ấy. Không còn lựa chọn nào khác đâu, cho nên em phải tự mình cổ vũ cho anh Bell. Cố lên anh Bell, anh có thể làm được mà, đánh bại anh ấy đi. Hoàng tử bóng đêm không cần dựa vào sự ủng hộ của người hâm mộ đâu. Đừng có khó tính như vậy nữa mà. Nè Bell, dùng chế độ đế cao, cậu phải chuyển sang chế độ đế cao đó. Lại là cậu ta nữa rồi. Trời ơi, nhìn kìa, Bellfire đang ở chế độ cao. Nè, có lẽ cuối cùng lời khuyên của cậu dành cho cậu ấy có ích á. Có lẽ cậu ấy có thể thắng trận này. Phải, có lẽ vậy. Mình đã biết nên làm cái gì rồi. Dạng thứ nhất. Anh thấy em có sự chuẩn bị rồi hả? Vậy anh có tìm thấy bất kỳ điểm yếu nào của Bellfire hay không vậy hả? Không, anh không thể tìm thấy được. Đương nhiên là không thể rồi, bởi vì nó không có điểm yếu thôi. Nhưng mà điều đó không thành vấn đề, dù sao thì anh cũng sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay. Anh ta bị làm sao vậy chứ? Mình sẽ không thua anh ta đâu. Chuẩn bị, sẵn sàng. 3, 2, 1. Beyblade bùng nổ sức mạnh. Wow, Free đang bắt đầu với cú phóng khởi động thấp. Vậy là đúng như chúng ta mong đợi. Anh ấy sẽ hấp thụ sức mạnh của Bell. Chiêu cuồng bão. Tuyển thủ này đúng là quá dũng cảm. Bellfire đã thực hiện một cuộc tấn công đầu tiên của mình, nhưng vô dụng thôi. Sức mạnh của nó chắc chắn sẽ bị Pháp Nia hấp thụ. Như vậy không đánh bại được nó đâu. Bellfire đang hăng hái như vậy thì có ổn hay không? Vì nó ở chế độ đế cao, Bellfire hiện đang cao hơn Pháp Nia. Như vậy khiến Pháp Nia khó hấp thụ vòng quay của nó hơn. Mình hiểu rồi. Cậu ấy chỉ cần tiếp tục tấn công thôi. Được đó, đi đi Bellfire, đừng từ bỏ tấn công, hãy tiếp tục nghiền nát họ đi. Wow, Bellfire không cho Pháp Nia một chút thời gian nào để phản ứng cả. Đúng là quỷ dị. Bellfire không đâu. Tàn phá quỷ nhiệt. Cậu thắng chắc rồi. Đi đi nào Bellfire, cậu sắp thắng được rồi. Anh thấy sao nào?
không tránh khỏi được sự diệt vong rồi. Belfry ơi, có thể kết thúc ngay tại đây không? Cơ hội thắng của Pháp đi hầu như rất mong manh. Pháp điên đi nào. Cú đá phản công. Venice Fabni thắng với điểm Bellet knockout. Điểm số là người chiến thắng là Phi De La Hoya. Không thể tin được, Fabni đã phản công lại bên bờ vực thất bại. Phi De La Hoya quả thật xứng với danh hiệu của mình. Anh Free không bao giờ làm thất vọng. Yeah. Thấy họ chiến đấu khiến anh cũng muốn tham gia ghê. Ai cuối cùng vẫn thua hả? Ôi trời, mém xíu nữa là thắng rồi. Belfryer, nó thật sự rất vui đó. Phải, trái tim tôi vẫn đập thình thịch đây nè. Đối thủ càng mạnh hơn thì càng khiến trận đấu thú vị hơn nhiều. Nhưng giành được chiến thắng trước một đối thủ mạnh thì tốt hơn rất nhiều đó. Vậy cậu đang muốn nói là cậu thừa nhận thất bại sao? Cậu đã thua sao? Tôi không thừa nhận. Tôi chỉ đang chuẩn bị cho một chiến thắng nữa mà thôi.